Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh video của Đồ Nhật Thanh Huyền. Nội dung hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu tới các bác một cái em bình thủy mà dung tích khá là lớn, đó là dung tích 3 lít các bác nhé. 3 lít và đến từ thương hiệu Tiger con hổ này, với mã là PDY-A30P. Đó, và trên nước rất là rõ ràng cho các bác luôn. Rồi, và cái hình thức của bên ngoài thì phải nói rằng là không có bị nứt vỡ mẻ cái gì hết luôn. Vỏ là vỏ nhựa các bác nhé, rất là an toàn. Và có 3 cái chế độ ủ nước là 60, 90 và 98 độ C. Đó, và 60 độ C này dùng để pha trà hay là chúng ta pha sữa cho các con đều rất là ok luôn. Rồi, và dung tích rất là lớn thì chúng ta sẽ không phải mất nhiều công đi đổ nước đun nhiều lần. Em này thì đã được gắn chặt cái dây điện tại đây rồi, để tránh cái việc là chúng ta sẽ phải hít dây điện 500. Nó dễ bị rơi trong quá trình chúng ta vận chuyển đi chẳng hạn đó. Và ngoại hình như thế, và bên trong nội thất đấy các bác, cái bình lòng khá là ok đúng không ạ? Khá là sâu luôn. Vẫn có cái đây là cái chặn cặn nước các bác nhé. Ví dụ như bác nào mà có thể pha trà hay là pha các loại nước lá hay nước thuốc gì đấy ấy, thì chúng ta dùng cái bình này rất là ok luôn, không sợ bị lọt qua nữa. Rồi, doang đây, không hề nứt rách. Và em bình này giá chỉ với là 700.000 đồng, 700.000 đồng bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Bình thì công nghệ khá là cao, hiển thị nhiệt độ nước ở trong bình các bác nhé. Và nút màu đỏ tức là đang đun này, thì nhiệt độ luôn, chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ ủ hóa 60, 98, 90 độ C, ok luôn. Vâng, bình được 100 độ C các bác này, sôi sùng sục luôn. Và cái màn hình này thì ngoài cái việc hiển thị nhiệt độ nước, nó còn hiển thị luôn cả cái thời gian các bác nhé. Đó, khoảng một phút nữa là sẽ hoàn thành xong cái việc đun và chúng ta có thể lấy nước ra để uống được. Rồi, và giờ chúng ta sẽ kiểm tra được luôn là cái máy này lấy nước ra có dễ dàng không các bác nhé. Chúng ta ấn mở khóa lên đèn này và ấn lấy nước. Đó, ra nước rất là đều đúng không ạ? Vâng, và bác nào mà ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy, hoặc có thể đến trực tiếp mua tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Giá em nói chỉ với là 700.000 đồng và chúng ta sở hữu ngay được một cái em bình thủy dung tích lớn, mà là một cái em có màn hình hiển thị nhiệt độ cũng như thời gian đun nước xong. Cực kỳ là công nghệ đúng không ạ? Vâng, và video xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.